À, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu cái phòng ở chỗ khách sạn 2 sao này. À, cái phòng này là cái phòng tập thể nhé. Phòng tập thể này thì hiện tại là mới xây xong và đưa vào hoàn thiện trước Tết vừa rồi, trước Tết 2019 nhé. Thì thang máy hiện tại là chỉ tới được đây thôi, tới được lầu 9 thôi nha các bạn nha. Tại vì theo thiết kế ban đầu là không có cái phòng này. À, nó là như vậy. Nên là các bạn muốn ở phòng tập thể thì chịu khó một xíu đây. Đi bộ lên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 bậc thang thôi. 16 bậc thang là bạn sẽ lên được cái phòng này. Cái phòng này thì hiện tại là đang nằm ở vị trí là lầu 10 nhá. Lầu 10. Phòng phải chữa cháy mà tường này thì nó đang quay phim mà đây mình sẽ mở cửa cho các bạn xem cái phòng tập thể của mình nha. Nó cửa là các bạn nhớ găm chìa khóa rồi đó. Khi găm chìa khóa rồi là toàn bộ hệ thống điện trong này là sẽ hoạt động, điện tivi này, điện máy lạnh này, điện quạt này. Đây. Nhà vệ sinh này, đó, nhà vệ sinh cũng mới nhá. Cái để diện tích phòng được rộng nên là bên mình là không có thiết kế là bồn tắm, đó, mà thiết kế là tắm đứng thôi, không có bồn tắm nhá. Tắm đứng không có bồn tắm đó, mình quay trực tiếp không hề set up trước nhá. Cái điều đặc biệt của mình quay là video mà không hề set up trước, mình muốn là hoàn toàn tự nhiên đó. Phía ngoài cũng là hai cái giường lớn, mỗi cái giường 1,5 m tiêu chuẩn là 4 khách. Chúng 2 sao thì nó chỉ như vậy thôi chứ nó không có đẹp và đẳng cấp như là 3 sao 4 sao đó. Đó, cái nhà vệ sinh là để ngăn ở giữa này đó. Cái nhà vệ sinh là ngăn ở giữa đó. Và cũng có một khoảng riêng tư một chút xíu. Rồi đi thẳng tới, đi thẳng tới là không gian bên ngoài này. Không gian bên ngoài thì gồm là 3 cái giường lớn đó, 3 cái giường lớn đây đó, 3 cái giường lớn là cũng là 1,5 m một giường nhá. 3 cái giường lớn tiêu chuẩn bên này là 6 bạn nữa. Phòng tập thể gồm 5 giường lớn, mỗi giường 1,5 m tiêu chuẩn 10 người, nhưng mà các bạn có thể ở được 11 12 người cũng được. Nếu mà thêm một vài em bé nhỏ thì vô tư. Khoảng không gian của cái phòng này thì rất chi là rộng. Đây. Rất chi là rộng. Đó. Quay cho xem. Cũng nhà vệ sinh thì cũng giống vậy nha. Nhà vệ sinh thì cũng nhà vệ sinh khép kín. Nhưng mà là không có thiết kế bồn tắm. Vậy thiết kế bồn tắm là cái phòng vệ sinh nó sẽ hẹp đi nên là không có thiết kế bồn tắm. Thế kế là tắm đứng thôi. Đây. Tắm đứng, đứng đắn. Riêng biệt hai nhà vệ sinh. Bên này thì cũng có quạt nhá. Cũng có quạt này, phòng kia mất điện này. Mất điện là máy phát điện là không đủ tải cho nên là khách lưu ý là chỉ dùng được quạt, ánh sáng và điện trong phòng. Cái điện thang máy. Chứ không có cái máy phát điện nào mà chạy được hết công suất 30 phòng mà dùng máy lạnh hết thì nó quá tải. Rồi, có tủ lạnh luôn. Chỗ nào khách vào thì mới cắm điện tủ lạnh, chứ cắm mà nó chạy liên tục thì nó hao điện. Đó. Tiết kiệm nhà nước. Đó. Máy lạnh mới, tivi mới, lưu ý là cũng có 2 cái tivi nhá. Bên kia có 1 cái tivi. Rồi cái tủ này đầu là cái tủ chung. Cái tủ chung là có 1 cái tủ lớn luôn.
Có một cái tủ lớn cho đại gia đình để đồ luôn. Có một cái tủ lớn. Và điều đặc biệt của cái phòng này là có một cái ban công chung. Đây. Ban công chung này thì các bạn yên tâm, không có sợ trẻ nhỏ nó ra ngoài ban công được. Tại vì cái ban công này là nó được nối liền luôn rồi. Nối liền với lại cái cửa kính luôn, cửa gương luôn rồi. Kéo ra nha, thì nhìn bên kia đó, mình xéo qua, mình xéo qua Vimcom, Vimcom đó. Cái phòng này là phòng cao nhất khách sạn này nha, khách sạn có 9 lầu mà phòng này là làm ở lầu 10 là cao nhất luôn nha. Hôm nay là trời nắng đẹp nha, rất chi là đẹp. Hiện tại là 9 giờ 29 phút, hôm nay ngày đẹp luôn, ngày 19 luôn. Diện tích giường là 5 giường, 5 giường lớn. Rồi, xin cảm ơn. Các bạn nào có nhu cầu đặt phòng thì cứ liên hệ với số điện thoại trên bài hoặc alo trực tiếp cho mình. Anh Grab, anh Sa Lộ, anh Hoàng, anh Hiển, ôi nhiều tên lắm. Anh Pikachu. Cái tên nhiều là do nhiều người yêu thương nên là mỗi người đặt cho một cái tên với một biểu hiện khác nhau, thế thôi, chứ không có gì. Cái người vẫn là một người. Cái nhà vệ sinh là ngăn ở giữa, ngăn ở giữa. Bên này là hai giường lớn, và bên này là ba cái giường lớn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.